Chuyển sang các tin tức về giao thông. Liên quan đến vụ xe tải lao xuống vực sâu ở Gia Lai, Công an tỉnh Gia Lai cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn đã được lực lượng chức năng xác minh. Kết quả giám định ban đầu cho thấy lái xe tải trong vụ tai nạn không có nồng độ cồn, không sử dụng ma túy. Về nguyên nhân thời điểm này, thời tiết ở khu vực Tây Nguyên có nhiều sương mù, ban đêm trời rất tối. Trong khi đó, đoạn đường xảy ra tai nạn không có đèn chiếu sáng, khúc cua trái và đường rất hẹp. Đặc biệt, đoạn đường xảy ra tai nạn có dốc dài, liên tục khoảng 4 km. Khi xe xuống đoạn đường này, tài xế không làm chủ tốc độ và xảy ra tai nạn thảm khốc.